Rồi được chưa? Sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Toàn thật sự vui em. Hello em. Hello anh. Con gái nhà ai mà xinh vậy nè? Anh nhìn gì? Sao anh nhìn em mà sao thấy kiêu ấy? Kiêu đâu? Người ta thân thiện như này. Đúng đúng. Kiêu đâu? Nhìn xa thì tưởng kiêu kiêu ấy. Nhìn gần thì lại yêu yêu thế này đúng không? Ai da, xuất sắc mẹ luôn. Sao biết câu đấy? Ảo thật đấy. Ôi, em chuyên gia mà. Yeah. Câu đấy á? Vâng, mấy câu thả thính em lạ gì nữa. Ra gì đấy? Nhìn gần thì thấy đáng yêu thế này. Vâng. Anh đáng yêu á? Nope. Vâng, cho anh đáng yêu ấy. Cảm ơn em. Thì anh không phải là nhìn gần thì như thế. Vâng. Nhìn gần thì thấy Thúy Kiều thua xa. Ok. Anh thấy nó đùa. Thế anh có đùa đâu? Không. Kiểu em này đắp sâu hơn cả Thúy Kiều ấy. Ừ. Đâu, có đâu. Nghĩa là em chưa làm cái đấy thì. Vâng. Thật em chưa ở lỗ ngưng mic bao giờ thì. Chưa. Thế thì là em thua xa Thúy Kiều. Vâng. Cái em công nhận. Nhưng mà lại đáng yêu hơn Thúy Kiều. Ok, thì hôm nay anh sẽ có thử thách cho những người đáng yêu nhá. Vâng. Hôm nay em sẽ ăn hai quả chanh như này. Ôi trời ơi. Thôi ăn một quả thôi nhá. Hai quả thì nó lại khó nhằn với em quá. Bây giờ em ăn một quả chanh như này. Một quả em khó nhằn. Em ăn được một quả chanh như này thì em sẽ được 100k. Vâng. Chơi không? Không. Khó lắm. Em sợ chua lắm. Em sợ thua á? Chua ấy ạ. À? Em sợ chua á? Vâng. Thế thôi không chơi nữa. Ôi giời, mẹ đi. Có tiếc không? Không tiếc, thật sự em không ăn. 100k là một phần thưởng rất là lớn đấy. Nhưng mà chua lắm. Chua lắm thì thôi cố gắng nhá. Thì em sẽ được được mọi người quý. Vô lý. Nhá, chơi nhá. Chơi nhá. Vâng ạ. Hay là chơi chiến thuật bóc ra. Thì nó chua mà. Rồi được chưa? Sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Ủa lắm à? À thế à? Cái tình trạng mối quan hệ của em trước đây không? Đúng ạ, chua chát. Thế á? Vâng. Ôi giời. Nào. Nữa luôn. Ngọt quả mà. Thế là thích đắng cay ngọt bùi à? Quyết tâm. Muốn thành công thì phải chấp nhận trải qua đắng cay ngọt bùi. Lần đầu tiên em ăn chanh ấy. Cảm hay không? Ngon không? Nope. ý anh là anh ngon không? Không. Quế. Anh đáng yêu á? Vâng, cho anh đáng yêu ấy. Hôm nay nó hứng lên thì nó bảo là có. Nếu hứng nữa ngày mai lại bảo là không. Sao ngon? Bây giờ ăn gì cũng phải không ngon. Ý anh là anh mà. Không ngon. Chú còn niềm tin vào đàn bà không? Trong anh, trong chanh có anh mà. Không, nó ăn chua như chanh ý, không ngon. Đúng, hợp lý. Nốt nha. Ui, xuất sắc luôn. Thật không thể tin được. Xuất sắc là xuất sắc. Ôi, chảy nước mắt rồi. chảy không ấy? Không. Có chảy không ấy? Đâu chua bằng cuộc tình của em. Cuộc tình bao nhiêu năm? Em không biết, không nhớ nữa, quên hết rồi. Rồi em ăn xong rồi đấy. Đó, xong rồi á? Anh bảo một quả mà. Ôi thế rồi. Mãi nhìn em phát là quên luôn người yêu anh luôn. Thôi ông im mẹ á mồm. Đâu người yêu anh đâu? Người yêu anh đâu? Người yêu anh ở tương lai. Thế mà bảo quên. Nếu anh là biết là ăn hết được quả chanh. Dạ, không phải. Hả? Okay. Giỏi thế nhở? Thôi nhá, cảm ơn em nhá, cho anh nợ nhá. Đâu, anh đùa em. Anh có phải đàn ông không? Hả? Anh đùa à? Đùa gì? Lúc nãy anh nói rồi. Nói cái gì? Anh bảo ăn hết được 100.000. Ăn hết được 100.000 cơ à? Nhiều thế. Đâu. Chó này lừa bố mày. Ok. Rồi, vậy anh sẽ trao thưởng cho em nhá. Đây. Không có. Giữ chắc mà nhá. Không. Hả? Ok. Không có gì mà. Đấy. Anh cứ đùa.
Tờ đề. À, tên này quên. Đây là phần thưởng của em đúng không? Rồi em nhớ giữ chặt nó nhá. Ok. Rồi ok em. Chúc mừng, chúc mừng. Thế em có mấy người yêu rồi? Không, không biết nói. Bí mật. Bí mật. Ý là không nhớ. Có nhớ nhưng mà bí mật. Bao nhiêu người yêu rồi? Không nói. Ý là nhiều quá nên là không nói được. Đâu, bây giờ tiết lộ khó lắm. Ok, ok. Nói chung là cứ ai mà giỏi ăn chanh là người đấy nhiều người yêu đúng không? Chịu được nhiều đắng cay ngọt bùi đúng không? Vâng, cho là thế. Cảm ơn em nhá. Xinh gái, ăn chanh giỏi. Mình có cái thử thách là ăn chanh mà không nhăn mặt thì sẽ được hàng triệu đồng. Tin chuẩn chứ anh? Được không? Nhưng mà chua lắm. Chua thì mới được hàng triệu đồng nhá. Đúng, đúng. Trời. Ok, thế thì bây giờ đây là 3 miếng chanh của bạn ấy. Em ăn mà không nhăn mặt thì sẽ được 0,05 triệu. Nói thế 1 triệu mà ơi. Là 50. Ủa sao bạn tính nhanh đấy? Quá là điều bình thường okay, luôn. Mà chơi nhá. Ăn thiệt luôn hả? Nếu mà không nhăn mặt thì sẽ được đấy, phần thưởng xứng đáng đấy. 0,05 triệu. Nhai đi. Chua quá à. Đâu có chua đâu. Đây là chanh ngọt. Nè. Đây. Ui, rơi hết rồi. Chà. Quá là bình thường. Đây này, tổn mất phần thưởng rồi. Bạn có nghĩ gì không? Sao anh không cho thử ăn cái khác? Cái khác á? Ăn sâu vào tâm trí nhá. Tao bị lừa nhiều lắm mày. Hay là ăn cắp trái tim. Lừa bố mày. Bạn đang thao túng tâm lý của mình hả? Đúng đúng. Hay bạn bị rối bời sao rồi. Ok, cảm ơn bạn nhá. Mình chưa xong mà, mình chưa trao thưởng mà bạn đi rồi. Đâu có thắng đâu mà được thưởng. Không có thắng á? Thì có ăn được đâu. Thì bây giờ bạn phải đứng lại thì mình sẽ có cái phần thưởng an ủi ấy. Đéo tin. Hả? Phần thưởng gì vậy? Phần thưởng có nhau trong lòng ấy. Thôi ông im mẹ á mồm đi. Nghĩa là người chiến thắng trong lòng, hiểu không? À. Nhưng mà bạn sẽ được tôn vinh làm người chiến thắng trong buổi lễ ngày ăn chanh ngày hôm nay. Khó hiểu. Nhưng mà có thắng đâu. Thì là kiểu như là giả vờ là cứ coi như là thắng đấy, bạn hiểu không? Khó hiểu quá, khó hiểu quá. Anh không ăn mừng. Ok, cảm ơn đóa hoa nha. Hoa này của tôi mà. Thì đấy, 3 bông hoa đây còn gì. Khó hiểu. Em như bông hoa bạn người muốn hái, tính anh tự hái nên chỉ đứng ngắm nhìn hoa. Nãy giờ bạn đâu ngắm tôi đâu. À thế ạ, đây đang ngắm này. Hoa hoa. Ok, cảm ơn hoa. À em ơi. Sao? Hôm nay có cái thử thách này. Bây giờ em mà ăn chanh mà không nhăn mặt thì em sẽ được hàng triệu đồng ấy. Triệu đồng cơ? Là vì đấy. Được không? Chắc chắn được 1 triệu đồng không? Thì em ăn. Cụ thể là 0,05 triệu. Quá ít. Bạn tin rồi. Em chơi ít nhưng mà em có chơi ít không? Em không, có phần thưởng là được rồi. Em cũng là người tốt. 2, 3. Toàn thật sự vui em. Ngọt quá ai cả đái. Ngọt. Thật đấy, thật không thể tin được. Sao cơ? Ngọt. Không chua đâu. Là anh ngọt nước á? Điên à? Chanh mà lại sao lại ngọt được? Thì kiểu anh đã ăn bưởi chua rồi chưa? Hả? Bưởi chua á? Nope. Bưởi chua. Chửa bụi. Bưởi chua. Bưởi chua. Bưởi chua. Bưởi chua. Nó giống như là bưởi chua thôi chứ nó không phải như kiểu không giống chanh. À. Giống bưởi chua. Nhưng mà là vị chanh. À. Chúc mừng em. Xứng đáng làm con dâu. Bố lạnh mày đấy. Em chưa đến tuổi lấy chồng. Không, ý là xứng đáng làm con dâu của mọi người. Vãi cả thôi được rồi. Không phải là anh thì anh chưa đến tuổi. Em chưa đến tuổi. Bốc phét ít thôi. Ok, chúc mừng em nhá. À, em tính kiểu gì ấy, 0,05 triệu là 5 triệu à, là 50. Ơ đéo phải 500. Phả cho cái. Là 50 đúng không? Tham lam. Cho mỗi bạn 50 nhá. Vâng. Em muốn ăn thử không?
Nãy em chế ít đúng không? Thì em ăn mớ, không phải bạn đi ăn đâu. Như thế là đúng rồi. Rồi. Cái gì? À. Cảm ơn em nhá. Em học lớp mấy rồi? Em học 9. Cái gì cơ? Em học lớp 9. Ảo thật đấy. Lớp 9 á? Wow. Rồi, ok chưa? Em cho vào mồm đi. Xem có ngon không? Nhai đi. Bỏ tay ra. Nhai kỹ vào. Có nhăn không? Easy. Có nhăn không? Rồi, giỏi. Làm gì đấy? Yeah. Rồi, ok, em nhảy ra góc kia kìa. Ăn đồ. Ok, chịu được chua chát cuộc đời đúng không? Đúng. Mới lớp mấy nhở? Em lớp 9. Lớp 9 mà đã là mặt đắng chua cay rồi à? Thế là hư rồi. Rồi, chúc mừng em nhá. Dạ, chúc mừng. Rồi, ăn nào. 3, 2, 1. Quay ra đây thôi mà. Ăn được được 50. Cái chuyện này mình chưa. Ôi giời. Được chưa? Bình thường á? Không chua. Vị nó thế nào? Hơi đắng. Ok. Chúc mừng em. Em học lớp mấy? Em năm nay sinh viên năm nhất ạ. Sao lớn đấy? Trời ơi. Ờ, miếng nào cũng được. Rồi, ok, cầm đi. Đó, rồi chưa? Không nghe mặt nha. Cái chuyện này mình chưa? Sao? Easy. Cười. Siêu quá. Rồi, cảm ơn em nhá. 3, 2, 1, bắt đầu. Hơi nhiều đúng không? Hay bỏ bớt ra. Cái chuyện này mình chưa? Easy. Chanh ngọt à? Ôi giời, tết chanh đường rồi. Cảm ơn em nhá. Dạ, vậy chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn. Cảm giác lần này như nào? Ui.